Hello, xin chào anh em. Hôm nay thứ bảy chắc anh em đi làm rồi này. Thứ bảy thì mình đi coi phim cho anh em. Đây. Sáng bữa nay mình đi từ ở gì đó. Mình ở bên Tân nhưng mà xuống tới Thủ Đức lớn. Để quay về trên đường đi quay cho anh em coi cảnh của thứ bảy thế nào nha. Đây là những học viên chính hiệu của mình. Lát nữa anh em coi tiếp tục, bây giờ là thấy cái đó là cái gì nha. Đúng rồi, bây giờ kéo phải anh em ơi. Phải, qua đường Kha Văn Cưng. Anh em coi xuống luôn đi. Đây, Kha Văn Cưng. Rồi, kẹt xe luôn, bỏ tay. Anh em coi tới Thủ Đức rồi nha. Đó, đây rồi đó. Quay trái. Cái này tới ngã tư gì mà đối diện nó là cái đường mà bên đó là đường Đỗ Xuân Hợp á. Đây là không biết cái cầu gì đây anh em à. Mình chạy tới ngã tư này rồi không biết cái cầu gì đây. Bây giờ là ra quốc lộ ra đây. Đó, nắng to đi ha. Trời bữa nay không có nắng hay là mình nắng kiến ta. Cái này đi xuống quận 9 mà nó lạc là xuống Đồng Nai luôn rồi. Xuống Hồ Đá anh em ơi. Giờ đi ăn lạc đường không mất tiêu rồi. Mình nắng kẹt xe này nè. Tới Đồng Nai mất tiêu. Bây giờ hỏi đường người ta chỉ quằn lại à, đây là Đồng Nai quằn lại đây. Rồi chui xuống dưới đây để mà quằn lại rồi, cái hẻm Đồng Nai các bạn đi đây. Đi lạc nãy giờ tới 12 giờ mới tới. Lạc một vòng rồi, bây giờ kiếm chỗ nào ăn, đói bụng quá. Gặp mưa nữa anh em ơi. Dòng mấy dòng anh em coi cảnh anh em tôi bị lạc nha. Đó. Đường thì có mà mình không biết đường thì biết mình mà mình biết đường anh em ơi. Nãy giờ tôi còn vòng quanh cái hồ bơi đó, hồ đá lộn. Sau khi lạc mấy vòng từ 9 giờ sáng mà đến 12 giờ trưa thì chúng tôi cũng là tìm được cái nơi đến. Và đây là đã xuống sân bay cà phê. Đây, à tới. Rồi, anh em coi tiếp tục chuẩn bị chúng tôi quay cái gì đây. Theo dõi tiếp video nha anh em. Thôi thất lạc thì anh em được kiếm chỗ ra, bây giờ đói bụng quá, 12 giờ rồi, kiếm gì ăn nữa anh em coi nha. Thầy ăn bún bò. Thì vô đây không có gì cả ngoài cơm và bún bò anh em mà, anh em coi xíu đi ha. Tại vì chạy từ 9 giờ sáng mà đến 12 giờ lạc cái này rồi mà nó bụng quá rồi. Anh em coi làm video cực khổ không anh em. Ráng ủng hộ mình like và share nha anh em. Anh em coi thì hồi nãy mình không để ý soi mình thấy lại là ở đây có cái món, anh em coi các món này, nếu mà mình ăn cái gì thì tới đây nha. Đây. Khi quán này đặc biệt một cái anh em ơi, ăn là tự lấy luôn. Nãy giờ mình mới biết á anh em ha, anh em. Đây ở đây anh em mình ăn bún bò thôi. Đói quá rồi cho nên anh em coi mình tự túc mình lấy tiền thanh toán luôn. Đây lần đầu tiên mình ăn được cái vậy đó, anh bơm thấy chưa đó, anh em thấy rõ cảnh đó, đó. Rồi còn này anh em theo dõi video tiếp tục, anh em nhớ cứ ăn xong làm gì nữa nha. Đây anh em coi kỹ tô bún bò có ngon không nha, cũng chưa biết nữa, chưa ăn nữa, lát nữa ăn coi ngon không hả. Ăn xong no chắc đi ngủ về luôn quá. Ăn cũng bưng mà ăn xong cũng dẹp, tự dẹp luôn đấy, tự dẹp luôn.
giờ xe thì nằm đây, bây giờ bỏ cái đá để mình dắt xe vô anh em nha. Bây giờ muốn xuống cái hầm anh em thấy hồi nãy thì phải làm con đường này để mà bay xe vào được mới được. À, anh em thấy thì hiện tại đứng ngoài quốc lộ đi vô dạo vào đây thì mình biết được một con đường này vô thôi. Mà muốn xe xuống thì phải qua cái băng qua khúc này. Bây giờ đá lộn xộn thế này này. Anh em thấy không? Đó. Bây giờ phải sắp đá cho này bay qua, xe qua. À, còn chưa tính xuống mà lúc đó xuống như này mà lỡ có mưa thì chạy không kịp luôn anh em ạ. Không kịp. Ngày hôm xuống thôi, anh em chờ theo dõi tiếp video nha. Anh em chờ theo dõi tiếp này. Tại xe đang kẹt, không qua được, anh em ơi.